chưa ấy, cứu cháu cái. Sao không cháu? Cháu vừa cắt con tóc xấu quá, chú thích cái này cho cháu vào đầu đấy. Ờ, thằng cắt cho mày trông xấu đấy nhở. Nhìn trông ngấn đầy nhở. Vâng. Thế ông cháu định thiết kế quả đầu gì? Cháu layer bung chú ạ. Layer bung mà ok luôn. Chiến luôn nhở. Vâng. Cái tiền chú nhỉ? Của ông cháu 100 thôi. Thôi đưa chú 200 luôn. Bo chú thêm 100 luôn à? Ok luôn, mày bo cho ông chú trước như này thì kiểu gì cũng quả đầu layer bung đẹp nhất hiện nay luôn nhá ông cháu nhá. Ok. Ngủ đi ông cháu ơi. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Đúng quả đầu layer boy phố mà cháu thích rồi chú ạ. Chuẩn chưa? Chuẩn chú ạ. Uy tín rồi đi. Vâng. Ừ. Ôi, cháu à, ông chú ơi, cháu đưa bạn gái cháu đi thành phố này. Ờ về nhá ông cháu nhá. Ơ mày không đảm chú tiền à? Con vừa đưa chú tiền bo được một lốp còn gì. Mày đưa đéo đâu mà đưa. Đưa chú 200 rồi gì. 200 cũng làm nhở? Lúc đầu con mới bảo ông chú cứu cháu rồi, cháu đưa ông chú luôn mà. Đưa đéo đâu, đưa đấy ông giả, ông tôi tiền đấy. Đưa ba, có ẩn định, không có lát bác à. Ôi đà, đà chân đấy. Đưa, đưa thì kêu đưa rồi. Đưa ba, vớ vẩn. À chú nhá. Ờ. Ờ đùa, mày đưa 200 rồi, mày quên à? Chê mày đấy, ôi cầm lấy nhá, về nhá. Ờ, chú. Ờ, về.